Vũ Lâm TV xin kính chào đến tất cả của chú anh chị và các bạn. Thời còn bây giờ là khoảng 8 giờ tối. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Nguyễn Thái Học. Con đường này đi thẳng tới cầu Ông Lãnh đi qua quận 4. Tối nay mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đạp xe lòng vòng ở quận 4, xuất phát từ khu cầu Ông Lãnh này, thăm lại con đường quen thuộc ở quận 4. Hôm nay mình sẽ đi vòng vòng đường Hoàng Diệu rồi Vĩnh Khánh, những cái khu ăn uống để xem ngày hôm nay nó như thế nào, sẵn cập nhật những hình ảnh Sài Gòn về đêm chia sẻ đến tất cả các anh chị và các bạn. Chúng ta lâu rồi chưa có về Sài Gòn thì mình cũng biết được hình ảnh Sài Gòn về đêm ở những con đường này thì nó như thế nào ha. Ở gần đây thì có khu chợ gà, chợ gạo phía bên tay trái, bên hông cầu Ông Lãnh, bên phải thì có chợ Cột Muối, vang danh một thời. Nhưng mà ngày nay thì hết rồi ha. Nhưng mà chợ gạo, chợ gà phía bên trái thì nếu mà có nhà đầu tư nào đó, người ta có dự án đầu tư thì khu đó sẽ bị thu hồi. Và hộ dân khu xóm ở đó sẽ nói lời chia tay. Đó, chúng ta vừa đi ngang qua ngôi trường Bồ Đề ngày xưa. Đó, vòng vòng con đường Nguyễn Thái Học thì cũng nhiều quán ăn lắm, không như hồi xưa. Đó, hồi xưa là cách đây 4-5 năm, 5-10 năm không có nhiều hàng quán bằng bây giờ. Còn hồi xưa nữa thì chắc là chợ rồi. Đây là cầu Ông Lãnh, chúng ta đi lên cầu. Cầu này đối với đi xe máy thì nó rất là nhẹ nhàng, nó ngắn. Còn đi xe đạp thì cảm thấy hơi mỏi chút xíu. Còn đi bộ thì dài hơn nữa. Nhưng mà từ từ ha, đi từ cảnh vật trôi qua nhẹ nhàng dễ coi. Đó, khu chợ, khu xóm chợ, chợ gạo hay còn gọi là khu chợ trái. Ở bên phải là những khu chung cư, chung cư bên hông cầu Ông Lãnh. Và thấy chung cư có một trệt, hai lầu. Theo thời gian thì nó cũng xuống cấp hết rồi. Căn hộ thì cũng khá là nhỏ. Ở đây chắc cũng không còn bao lâu. Khi mà có những dự án gì đó thì chắc là sẽ thay đổi ha. Dạo này Sài Gòn cũng nhiều sự thay đổi lắm. Nhiều công trình, nhiều con đường mới mở, nhiều đường mở rộng. Nhưng mà hiện tại thì đang xây dựng thôi, chứ chưa có hoàn thành. Ở đây là con đường Trương Dương ngày xưa. Đây là Võ Văn Kiệt. Cầu quẹo xuống cầu mình sẽ quẹo trái đi ha. Hai bên chúng ta thấy có mấy cái building. Ở đây cũng có rất nhiều căn hộ cho thuê nè. Ngoài những khách sạn, khi mà anh chị và các bạn đến Sài Gòn thì nếu mà ở dài hạn thì những căn hộ đây cũng là sự lựa chọn. Rất là nhiều những căn hộ nằm dọc theo con đường Bến Nhân Đồn. Để biết căn hộ nào giá nhiêu, căn hộ nào còn trống, chị cứ lên trang Google gõ cho thuê căn hộ Bến Nhân Đồn quận 4, là mặc định là sẽ ra rất là nhiều những căn hộ ở các building ở đây. Building nào cũng rất là đẹp, mỗi khu thì mỗi giá khác nhau. Còn nếu mà ở ngắn hạn thì chúng ta ở các khách sạn lớn hoặc là ở các khách sạn vừa phải, tùy nhu cầu ha. Mà theo Vũ Lâm TV thấy thì nếu mà ở khoảng chừng một tháng, thay vì thuê căn hộ, có thay vì thuê khách sạn 500-600 ngàn ngày, khách sạn bình dân thì mình thuê căn hộ này sẽ rộng rãi hơn.
mười mấy triệu một tháng thì cả gia đình đỡ luôn. Có bếp núc, có phòng ngủ, rồi có nội thất đầy đủ luôn, như ở nhà mình vậy ha. Đó, đây tới đây là xuống cầu, hồi xuống dốc cầu Ông Lãnh thì chúng ta có đường Hoàng Diệu, Diệu cắt ngang đây. Mình sẽ hụt đèn đỏ này tới 80 luôn, quá. Wow. Thôi quẹo phải đi, quẹo phải đi dọc. Đi từ đầu đường tới cuối đường luôn. Để chúng ta nhìn hai bên đường cho nó rõ ha. Chứ chờ đèn đỏ tới 80 giây nữa mà lâu lắm. Cái đèn đỏ này nó mới nhớ. Có mấy bữa có những chuyên gia người ta đề xuất đó, bỏ cái thời gian đếm ngược. Nghĩa là chỉ người đi đường chỉ nhìn thấy đèn xanh, đèn đỏ hay đèn vàng đó, cũng không biết còn bao nhiêu phút, bao nhiêu giây nữa. Mà theo Lâm TV thấy thì như vậy nó cũng nguy hiểm ha. Ví dụ như còn khoảng chừng 3 giây nữa người ta nhìn, người ta thấy, người ta biết thì người ta không có chạy. Hoặc là có thể nói chung là nhìn thời gian thì mình có thể biết được là mình nên qua hay là không nên qua. Còn không có thời gian thì cứ thấy cứ ban thôi. Cứ thấy đèn xanh thì cứ chạy thôi. Rất là dễ kẹt xe ha. Mà không biết ở các đất nước hải ngoại thì ở các quốc gia tiên tiến thì như thế nào ha. Ở tới đây chúng ta hoành lại nha. Ở ngay đây là giao lộ Khánh Hội với lại Hoàng Diệu. Ở ta vòng trở lại. Đã bao lâu rồi cô chú anh chị chưa có về quận Tư, chưa thấy hình ảnh về đêm ở đây. Đó, còn đối với trên kênh Vũ Lâm TV thì chắc có lẽ cũng thường xuyên. Cứ mấy tháng là Vũ Lâm TV lại có những cái clip ở quận Tư. Lòng vòng thì cũng chỉ vài ba con đường ở các quận quen thuộc. Đi lòng vòng để cập nhật chia sẻ cùng anh chị và các bạn. Ở đây là ngã ba đường 45 nè. Cuối đường này có cái chung cư mới xây cũng rất là đẹp ha. Ủa, cuối đường nó không ra được, không ra được Mai An Vĩnh, ủa không ra được Vĩnh Hội, quẹo trái, quẹo phải một hai con đường nữa mới tới được. Đi Tân Vĩnh là tới, ngay đây ngã ba Tân Vĩnh đây. Bên trái là khu cư xá Lâm TV quên tên, Vĩnh Hội hay là Khánh Hội quên rồi. Cái chỗ này ở bên đó là Lô Ca ha, mặt tiền ở đây là Lô Ca, cư xá Vĩnh Hội thì đúng hơn, hình như là vậy. Ở đây cũng rất là dễ lộn, Vĩnh Hội hay là Vĩnh Khánh hay là Tân Vĩnh. Đây là ngã ba lên cầu Ông Lãnh đi qua quận nhất nè. Ngay đây là giao lộ Nguyễn Hữu Hào với lại Hoàng Diệu.
quên, ở Sài Gòn tối nay là ngày 10 tháng 7 rồi. Thời gian trôi qua lẹ quá ha. Vài ngày nữa là như là nửa tháng 7. Tuần nữa là như là cuối tháng 7 luôn rồi. Gần một vài tuần thôi. Quên là thấy cuối tháng. Thời gian trôi qua lẹ thiệt. Rồi, ngày đây là giao lộ Vĩnh Khánh. Rồi, chúng ta sẽ vừa phải luôn đi. Đi vô khu ăn uống. Ở khu vực này thì cũng có rất nhiều du khách. Người ta quen ở đây đó, người ta đi từ trung tâm Sài Gòn, người ta đi tour hoặc là đi Grab hoặc là đi bộ. Đó, người ta đi tới khu ăn uống này cũng rất là tiện, rất là dễ. Dễ dàng tới đây. Đặc biệt là cô chú anh chị ở những căn hộ ở đường Bến Nhân Đồn đó ha. Là chúng ta đi bộ vòng vòng qua đây rất là gần. Mà ngày nay đi nhậu thì đi gần thì nó tiện hơn. Tiện hơn là đi xa. Đi xa thì tốn tiền xe, mà lỡ đi xe nhà thì mệt lắm. Nên ra dù có nhậu gần nhà mà đi xe nhà nó thì nó đỡ hơn. Mà nói vậy thôi chứ nếu mà đi nhậu thì tốt nhất nên đi taxi ha. Hoặc là đi Grab thì nó an toàn hơn, chứ nhiều khi uống vô vài ba chai rồi cái tê rồi cái nó đạp ga hay lên ga nào không hay. Rồi, quán xá giờ cũng nhộn nhịp, cũng rần rần ha. Ở đây đi thẳng là ra Tôn Đản, khu ăn uống cũng nhiều hàng quán. Đó, chúng ta quẹo trái con đường này đi ra con đường 20 thước. Con đường cũng nhiều quán ăn luôn. Ở đầu hẻm có dịch vụ giặt sấy. Buổi tối đi dạo vòng Sài Gòn rất là thích ha. Đi ghiếc Vũ Lâm TV cũng ghiền. Giặt sấy có 11.000 một ký thôi. Một tuần nếu mà một người ăn mặc bình thường thôi thì chắc là một tuần khoảng chừng 2-3 ký quần áo ha. 20-30.000. Nhưng mà đi giặt dịch vụ thì nhiều khi người ta để đồ vô chung, trộn vô chung, thấy không quen thôi. Bạch tuộc nướng, rồi phở, rồi nuôi chiên, rồi hải sản, hóc quá trời luôn, pha lấu, cơm tấm. Đi ngang quá trời hàng quán chè Thái. Quên nữa, nãy nị dặn đi vòng hồi về có gặp chỗ nào mua chè mà nãy đi qua rồi chắc
chắc hồi quá. Mà giờ cũng trễ rồi, tôi đi đạp một vòng rồi chắc cũng cả tiếng rồi. 9 giờ mà ăn chè gì nữa. Thoải mái ha, giờ nào cũng được. Ở đây quán nuôi chiên bột chiên. Quá trời đông luôn. Con đường này ngày xưa người ta quen gọi là đường 20 thước, khu ăn uống 20 thước. Hồi đó bên Lâm TV cũng không biết, tại vì có nhiều cô chú anh chị xem, cô chú anh chị cũng chia sẻ rồi yêu cầu vô con đường 20 thước. Mà bên Lâm TV nhìn hoài không thấy chỗ nào để bảng 20 thước hết á. Nhưng mà trên bản đồ thì có nè, bản đồ Google Maps thì có nè. Ta quẹo phải con đường Hoàng Diệu hướng về khu Sấm Chiếu. Con đường Hoàng Diệu cũng rất là nhộn nhịp, nhiều quán ăn lắm. Đi qua quận Tư là khỏi chê, quán xá đầy hết trơn. Rồi bên kia có quán cơm tấm, đông ơi là đông luôn. Cơm tấm hồng cao mét ha. Ở ngay đây là giao lộ cao mét với lại đoàn văn bơ. Nó có đường Đỗ Thành Nhân của ngày xưa. Đó, mà ngày nay thì không có quẹo phải được à. Ngày nay do con đường Đồng Văn Bơ là một chiều hướng từ bên phải qua bên trái rồi. Đó nên ra mình không có quẹo phải đây được. Đó, đây quán cơm tấm nè. Khối nghi ngút. Mấy hôm trước nướng sườn là khối tràn ra đường luôn. Bây giờ là người ta truyền cái ống khối lên lầu rồi kìa. Đó, thì thấy nám đen rồi. Ta nướng ở đâu ở trong phòng á, cũng rất là nguy hiểm á. Hồi trước nướng ở ngoài đường đó, rồi khói quá rồi chắc là bị phản ánh rồi. Ở đây chúng ta đi tới chợ Sấm Chiếu nè. Mình đi một vòng bên trong khu chợ hả. Hồi trước chợ Sấm Chiếu buổi tối cũng đông lắm, cũng vui lắm. Lâu lâu Lâm TV cũng hay gõ chợ Sấm Chiếu về đêm. Những năm trước dịch bệnh đó, những năm 20, 21. Từ khi dịch bệnh tới giờ là coi như không còn những gian hàng về đêm nữa. Hồi xưa thì có chợ đêm Kỳ Hòa, rồi sau đó cũng không còn. Rồi chợ đêm Bến Thành, rồi sau đó cũng không còn. Rồi chợ đêm Sấm Chiếu này coi như tự phát đó, nhưng mà cuối cùng cũng không còn luôn. Coi như là cái mô hình chợ đêm thì coi như là không có được phát triển. Nhưng mà hầu như là các du khách người ta đến với Sài Gòn là vì sự mộc mạc, cuộc sống nó đơn giản,
bán buôn vỉa hè, rồi chợ ven đường, chợ đêm, những cái bình dị ha. Còn nhiều khi cao cấp quá thì cũng kén chọn. Một là thiệt là đẹp, hai là bình thường thôi. Đó, ngày trước ở đây có một núi rác. Về đêm cứ chiều là có một núi ở đây. Giờ là đỡ rồi. Từ khi làm con đường mới, con đường được làm lại sạch sẽ mới nói đỡ rồi để con đóng. Hồi đó núi thì giờ đồi thôi, một đồi nhỏ thôi. Tối người ta bán thịt. Bán cá, bán rau, bán ốc. Cuối đường này là chúng ta ra Trịnh Minh Thế nè. Mỗi khi đi con đường này về đêm, tôi lại nhớ những kỷ niệm đi lòng vòng ở đây để mua quần áo về đêm. Con đường này con đường mang tên Lê Thập. Chợ Xóm Chiếu thì nằm ở xung quanh bốn mặt tiền đường Lê Thập, chứ lại hay là con đường Đinh Lễ, bên kia là Lê Quốc Hưng, rồi Lê Văn Linh. Để chúng ta ra Hoàng Diệu. Đây trước có quán chè đâu người ta. Quán chè đâu mất tiêu rồi. Đây há cảo, vịt lộn, sò me, rồi nước mía, rồi nhưng mà không thấy. Kìa cháo cá lóc, cháo hào, bún bò Huế. Mà không có chè rồi, đó là nãy qua rồi. Thôi mà hồi trễ thì không mua đâu. Ở bên kia có cơ quan bảo hiểm xã hội quận 4. Ồ, lớn quá ha. Ở này chắc mới xây. Ngay đây là gốc cái gì? Đừng quên tên đường ta, Nguyễn Trường Tộ. Ngay gốc Nguyễn Trường Tộ. Quẹo phải vô con đường Nguyễn Trường Tộ là có quán bún bò 5T. Nghe nói cũng rất là ngon, nhưng mà Lâm Vy chưa có thử. Để bữa nào có dịp thưởng thức chia sẻ anh chị và các bạn ha. Dọc theo con đường Hoàng Diệu thì hàng quán thì cũng rất là nhiều ha. Ở cái đoạn này nó rộng rãi, có quán cà phê nữa. Quán cà phê này có vẻ ha, Em Coffee. Hồi xưa ở đây có quán mì vịt tiềm, cũng có tiếng mà không biết giờ đi đâu rồi. Đây có khách sạn theo giờ Kali, 100.000 tiếng, 50.000 giờ thứ hai. Ở đây có hủ tiếu mì Chú Xè, 43 Hoàng Diệu nè. Trước ở đây có quán mì vịt tiềm nè. Mì vịt tiềm đi đâu rồi? Lần đi ăn cũng rất là lâu rồi. Đây có quán gà ác tiềm thuốc bắc, số 7 Hoàng Diệu.
Rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi đi dạo cùng với Linh TV. Nhân đây Linh TV xin kính chúc tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống. Giờ thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.